tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking care at all. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, like they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, cause I'm so fucking scared. I'm only a fool for you. And maybe you're too good for me. I'm only a fool for you. But I don't fucking care at all. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care at all. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking care at all. Cause I have had a feeling for you. Fucking care, like they ain't even there. Cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, cause I'm so fucking scared. I'm only a fool for you. And maybe you're too good for me. Thì mình mất thôi, còn về sau là không mất được. Ừ thì lúc đầu mất á, đầu bổ non stop về chịu rồi. Thế người ta đốt chuyển sang luôn 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 luôn. Tỉnh của mình lúc đầu trước là tanh không đang được lúc đầu, bây giờ đang rồi. Hút qua rồi đó là bây giờ tình vẫn rõ. Cứ đứng block thôi, đợi cái ba cái vạch sáng này nó đi qua mới bắt đầu. Mấy lần sau là tao vô chậm hơn mọi người tí xíu á, tao là thằng vô cùng. Tao đợi 2-3 giây sụp quần mới vô. Nó sẽ không mất nọ. Chán nó luôn rồi mà. Rồi thôi. Con Gun thì chỉ tình không phải lo, lại đứng trong vòng rồi. Bây giờ nó đứng bài là xong. Là xong. Auto bay nổ. Chắc chắn là chiếc tình có tăng 400% cũng mất nộ. Bảo đảm luôn, được bắn redam thì mất nộ chắc. Tại vì cà rốt cái khúc mà nó xây á, cà rốt phải ngừng đam đấy, cà rốt lóc, còn con Gun á là nó sẽ không dừng đam khúc đấy. Còn này dài thế mà mạnh. Là chiếc tình sẽ bay nọ, không có bàn chải. Bởi chiếc tình rồi đâu em, bút một ép lên, bịt mẹ, biết ngay. Đứng trong vòng phải canh nữa, khổ lắm. Rồi vô anh sao rồi, coi. Em Tân này. Từ anh nào? Tân bên con bên phải nè. Bên cà rốt nè. Rồi, cái gì từ 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 rồi đó, coi từ 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 chỉnh lại cái cấu hình nhá. Tống Nguyệt
Tố Nguyệt thả tim. Tố Nguyệt thả tim đâu, thả chim đâu. Ok. Được đấy, mà nói thả chim cái đâu. Hết sức bình tĩnh. Để Sia Zero lên đây để đam cho bạn. Cô là mọi ra đi. Tao băng kìa, xong lên chưa? Xong bên lưu bút chưa? Xong bên lưu bút, bắt tao. Có gì sai sai ấy. Bái. Ai là gì xét? Ở đây. Xong lưu bút đâu? Từ. Cái gì vậy? Bái. Đi xét đi. Chạy thôi. Alo nè. Không làm. Nãy giờ ngồi diễn ra kêu lại em. Phải. Cái tật đúng là không bỏ thì ngồi gánh thì chỉnh lại hết đi. Em thì chẳng để ý cách là siêu tát nó nhiều. Đấy, nó đi map, nó đẩy xe thật kín. Mạnh mày. Dạ. Tại đây toàn bách cầm ạ. Rồi em cầm theo đi chính. Thế bảo con gan bị hack à? Hack cả hai nick này, cả con Warlock cả con gan nó vào nó hết luôn. Em thăng cấp, em đăng nhập ở hai nick là nó vào cái lúc nó hai ác luôn. Cái hết nick gan mất bốn hơn. Nick gan là mất 40 bình hồng môn, 4 bình chiến giới. Nick này mất 20k vàng. Hết chưa? Thì ra nét là bị về đổi bát ngay. Kêu bật chưa? Rồi sao nó lên? Máy chưa? Chết. Ai rồi? Bát. Rồi ok. Đã xong chưa? Mày đổi mấy cái rồi. Từ tuần này có ad video đi chứ, tuần trước có ad cà bông đi. Không, tuần này ad cà bông đi. Mất nhỏ lắm kia đâu mà. Ừ, mất này nhỏ. Lên mất đi chú ơi. Rồi, coi cậu á. Từ em. Alo, được chưa? Rồi, ok. Mẹ nãy tao nghe mày tiếng mày với Miu thỏa hưởng hỏi là quay làm gì không? Đỡ đi, đợi má không đỡ đi nghỉ. Alo, có thể không hả? Nghỉ chắc luôn. Kido hay là Miu cho Steam ăn cứt à? Miu, à Kido. Thằng nào làm vợ? Thằng nào làm Steam ăn cứt? Biết rồi. Thằng nào làm Steam ăn cứt, nói đi. Đương nhiên rồi. Má nhìn là biết rồi. Mạnh này. Bánh gì đợi người luôn nha. Chưa có máy chưa? Ok. Mặt cô ơi. Để chi tiêu phong em mày. Đi rồi. Cái này tùy đường có một câu đấy. Ok rồi đúng không? Đi luôn nhé. No more hangovers.
tham ăn gì tính. Làm gì có ai không đi. Vẫn là lick cả bông đi mà. Đi sao rồi? Bình á, tí nữa là khi mà cái hồn hiện ra chắc chắn là nó sẽ bay khỏi đếp. Chứ không có thể nào nó lại được. À, Vinh không hay là lỗi là do cà rốt nha. Đấy là... chắc chắn là sẽ kích nó khỏi đếp. Nó lên thôi. Đừng. Bình đang chuẩn bị nha. Đúng rồi á, lúc đó mà anh thấy em chạy ra được 50m á thì anh không kích em, còn nếu không em bay. Chắc chắn là anh sẽ kích em. Nè Kido, Kido tao giao cho mày cầm cây nè, khi nào tao bảo Kido làm nhiệm vụ là kích mẹ Binh ra nha. Con này bốt còn khoảng 5% là kích được rồi. Kích mẹ Binh ra nha. Đừng để quá không cần thiết. Nó kiểu hắn ám. Thôi tôi xích bay màu luôn. Anh nói tí nữa mà anh mà thấy mà em mà cũng gần cái hòm Kido làm nhiệm vụ là em định nói sao em được không nhận được. Không là hãm cho tay em lắm. Tập trung đi một tu cho xong nha. Thằng Kido chưa? Đang lót. Tí nữa tao giao cây cho mày á, tao mà thấy Vinh đến gần rồi tao hô lên là Kido làm nhiệm vụ kích có mẹ ra đi. Không để nó lại thôi. Qua wow, thấy nó ám không ra được cái của bên mà thấy vui mẹ mày ngồi ở tiếng góc làm sao hàng lồn đi vào các vị mà mình xanh luôn. Chín sáu mươi chơi à, ok mà. Ừ thì ok mà, nhưng mà nãy giờ ngồi đợi làm gì tôi biết luôn. 960 là nó gần bằng 1 công ty. Trong cái cốt ba này không nát đâu. Cốt ba này không nát đâu, 4 ấy. Cốt ba chỉ có cái là xuống 30% mới sợ. Khoe đường khỏe là công gái rồi. Bay màu. Bay màu thôi hay không bay màu. Mời lại mới lót xong. Mời lại. Chuyện khó này nha mọi người, yên tâm như chuyện pháp bật cửa hay cung. Lần bật ra. Ờ, đi đâu rồi? Mời lại. Rồi. Vô đi mày.
Rồi chia đúng team lag cạnh. Chia đúng em rồi đó. Ồ, hay lắm, các em rồi, đã xíu. Đúng rồi, chỗ đó lắm. À, team bình mòn. Đúng rồi, đúng em rồi. À, ok. Em nghĩ gì em vô đánh rồi. Cà rốt ơi, tí đánh xong để phát ra nhá. Ừ. Quê em. Mày màu á. Ừ, tao đỡ bán à. Tao đỡ bán à. Quê tao nhiều magic lắm ấy, đi tao đùa không? Không, giờ mày đang đấm đội bán làm đéo gì? Thì bây giờ chưa, rồi tí nữa. Công ty nó tại quên nhắc rồi. Mày cũng quên luôn không? Đâu quên được. Mày lại nhìn thấy đồng bách. Bắt là nó nếu ấy hồn lực mẹ ơi, nó chỉ lấy vàng thôi. Nó tốt thế nhờ mình. Cái hồn lực của tao á, mà nó kem cũng rồi nó bùi bùa. Hồn lực của mày kiểu mày. Cái hồn lực cái mùi tương kiểu mày. Cái hồn lực của mùi bùa hết 1 triệu rồi đi mà cục hồn lực 1 triệu rồi. Rồi mẹ, 10 bùa bây giờ là một cái bùa 6.800, 10 bùa 68.000, 68.000 tầm 3 triệu. Nó lái 7 triệu. Lái 7 triệu rồi đó, tao đâu đi phạm mạnh lắm. Tôi thấy thằng nào bán hồn lực mắc chật. Ừ, đâu có nào bán đâu, có kem được đéo đâu mà bán. Tại vì nhiều bùa quá nó không chuẩn bị kịp. Phải có vốn rồi nó mới kem được cái đó rồi. Nên từ đó nên bữa giờ lên đâu có thấy cục hồn lực nào bán nguyện bán trên shop là vậy. 6.800 là min, bình thường là tầm 7.000. 10 bùa 70.000 gold, 70.000 gold thì nó rơi vào tầm triệu mấy à, triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. 50. 70.000 gold. 50k bây giờ rẻ nhất là 50k mà bây giờ là 3 triệu 5. 70k thì có phải tầm triệu rưỡi không? 5 triệu rưỡi, 3 triệu 5. Cáo à, anh chiếc ngáo ấy. Anh như anh chiếc ngáo ấy. 70.000. Ừ, 3 triệu 5. Ừ, 3 triệu 5. Đó, thằng nào được nó muốn kem cục đó là nó mới chuẩn bị sẵn rồi. Nó đầu tư ghê lắm. Kem rồi, vừa kem cao tầm rồi. Ê, mời lại tên tên này. Được quá. Lên bữa giờ không có thằng nào nó bán cái cục hồn lực trên shop là vậy á. Tại vì kem cũng khó lắm. Mẹ mua cái bùa lá thú cái mẹ. Nhưng mà vô hoạt tao là nó sẽ kem với cục vệ hạch nè. Còn nhớ đổi phát nha, đi nhà mệt lắm. Ô, quên mất thầy mong đồ. Anh Kido anh nhầm lúc thì xét rồi nha. Hay lắm. Anh Kido nó bị sao đó, nãy giờ Miu với nó dẫn nó đi chịch gái. Đánh mini trước đi, đánh mini trước. Ừ, nãy giờ Miu dẫn nó chịch gái nhờ nó ngáo rồi đúng không? Rồi, nãy giờ đứng chịch gái. Gái có nào Miu luôn không? Về đây. Hả, chắc nghèo không Miu. Cho team ăn cướp à? Cho team ăn cướp à, Miu? Đăng. Ông nào ông này không có máy. Làm gì để gần nhau hơn hả ông? Ông Bình nó nghe sau ông này không biết cái gì đâu. Vậy là Vinh là nó bị mất tuổi thơ lâu rồi. Thu chặt liên tục sẽ mọc lại. Rồi, go thôi. Đánh đi. Có
Vô lại. Qua đây. Kìa bom kìa. Tôi đang này. Để cho tuổi nó ngủ ra ra đây nữa. Đâu mọi người không hết ngã, mình hết ngã vậy. Cháy đi. Rồi. Ai nổi, đừng để nó thổi vào người tánh nữa. Rồi. Alo con ở ngoài kia đi. Nó gần quá. Có một con lẻ. Thả tim luôn. Đừng có nó thổi vào tanh nữa. Anh Ago nó bắn anh mà em lấy Ago không được. Rồi nó chuẩn bị bắn em. Rồi ok, em lấy được rồi. Giờ hồi sinh cho thằng Tông Chí đi cho mình bút một ép cho không tí lại ăn lồn đấy con. Ô mày. Về băng. Mặc cá voi chơi với lại đóng mini. Chín bút kìa. Anh đi chín bút kìa. Support đâu. Trời ơi còn vai nồi lại quay ra nó bắn mình. Cảm ơn các bạn đi mẹ đau quá đi mẹ đau quá. Đuôi nó lộn chết từ một mèo một chó à một người một chó rồi mà đi mẹ chết nữa. Mini nó khổ đau vãi cả. Mình nó nằm ở đây. Chúa đi đừng để nó lá. Thôi ơi, anh không cứu nó đâu. Cứu nó mất công rồi nó xui. Cứu nó đi. Bàn tay cũng lồn nó rồi con quần. Ê. Chà. Để tay hôm qua mấy lần. Đấy thì lên. Một giờ đi, tao cầm được bắn á. Tao cầm được bắn này, nó chạy qua là đánh quái một cái. Mấy con quái mạnh bảy bảy cứt luôn. Nè. Camarantu đánh ở đâu? Đấy, đi mẹ vãi lồn. Vậy? Còn mẹ. Vậy?
อยากลนนี่ดิแฟนอยากป่วยได้ดิทุกอะไรแคมนาวัวลากกว่าเลยวัวตึงตึงตึงนี่ลนนี่ดิแฟนได้ลนทางวีดีโอนะย้อนหลังยังไงบ้างครับได้ครับเป็นแกตัวเมย์7นะanh em đủ mà ăn cái bảy này là khóc luôn á, cái điện cũ 100k rồi mẹ mày lồ rồi cái nai cạch ui cái điện còn mẹ tao ấy cái từ từ đi thì hỏi cái bãi kinh đi này quán này đánh mượt vãi lồn đấy, chắc tin lại cảm để đánh chém á. Vãi lồn. 705 đi con mẹ, đau. Ông quyền trước mới chết luôn mẹ, mạnh vãi lồn. À mình chưa giờ mình đi qua cái con đường này luôn. Giết ông kia một cái. Anh đi qua. Đấy, để mở mở bot. Cái xe chết ngắt rồi, what the fuck? Cái xe chết ngắt rồi. Anh ta một giọng. Wow. Ờ cái co cái cánh cổng á đập trúng một phát là chết rồi. Còn có tele à đấy, có tele rồi. Bốn à. Thôi bốn đi. Để hình bò em á tay chị. Chị có phải không? Để hình gái. Thôi đi mẹ một thằng vào một thằng này dập ra phải không? Đi mẹ mày nhấp nhả vãi lồn. Tưởng để hình đồ bia. Rồi được là thằng Miu nó ngoại tiếng rồi. Đâu đi lại một thằng vào một thằng bay ra rồi đi lại nhấp nhả. Nhấp nhả à, rồi. Hiểu rồi, tụi nó thay viên nhau. Thằng này đang nghe ở kia xong rồi Miu thay ra lượt Kido vô mày hiểu không? Hello. Ủa thằng ấy bị làm sao ấy, thằng Miu bị làm sao ấy, bay màu mày. Hai mày. Ừ thì tao bảo mà tụi nó thay phiên nhau được mẹ. Có một nhỏ thì hai thằng phải thay phiên nhau, thằng này ra thằng kia vô. Vậy mà mày cũng thắc mắc. Thích rồi đó. Tao nghe tao thích rồi đấy. Có gì đâu mà nghe có vẻ đau đầu ấy. Cái tên ấy nó vào mày, mày lo cho Trịnh Vi đi, mệt quá. Khổ. Ông buồn cười rồi đi mẹ, cứ ngồi em. Tối qua nữa, ngồi tâm sự đến độ 4 giờ sáng. Ở đâu? Tao có tâm sự gì đâu đi. Tao là tao có đủ bằng chứng để up lên Discord của bạn, mày tin không? Những người anh em tốt gì? Ừ đúng rồi, tao anh em tốt mà. Tao lát được rồi. Tao lát anh kết bạn em rồi. Tao lát kìm bạn. Tao lát kìm bạn. Tao lát kìm bạn. Bộ người hầu đẹp, con đẹp của mình. Tao lát đẹp vậy. Bọn nam đẹp mà. Nữ thì nhìn hơi kỳ đà tí. Ủa mất tao điên rồi đó. Rát điên nữa. Tao băng rồi mà đâu. Tao kìm đi đấy. Đủ quá, rát em liên tục cũng đéo hiểu luôn. Bây giờ cái đấy nó không cần thôi. À nó phải rát giá gì đó. Ờ đúng rồi đây. Cứ bị cái này nó bị rát một cái. Là bây giờ nó bị ca. Nó bị ca. Là review này cái nốt này xong rồi làm cái cuối không? Review anh chạy vô. Ơi giết đó. Từ từ để review vô đã. Không thiếu cảnh mà khó chơi. Thật ra cái cảnh cảnh của Miu á nó cộng nhiều đâu được có 20k thôi. Cái tem cái tay mình đó là đấu thứ đam bắt bốn chắc chắn. Yo. Vào đây. 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 Vào
belief in us. It's right in front of your face, yet you look the wrong way. Wait, sao chị kia đó chị nghe đâu đi mẹ nghe tao đang mất mẹo quay ôi nào giờ não nhìn thấy bảy số là mất não mày không mày thông cảm phải là ai nồi thôi hai quả bút 1 triệu hai bút 1 triệu phải là thôi xin đi nha. Rồi xong rồi nó gần chết. Ê, chúng ta giết con kia trước nha. Rồi rồi hai con nó giết luôn được. Đâu vậy? Cũng có đâu vậy? Anh đưa. Gì còn 7% ghê quá trời phải giết nó để 1 triệu đam này. 1 triệu đam này. Đúng là 1 triệu 1 luôn nè. Mày em ơi, làm anh cúp cạnh tranh với. Ok. Cái này không gặp con này. À, cầm tháo này cầm huy hiệu bút kinh vải đái. Hơn trước. Cầm 200k, 230k. Cái huy hiệu bút mạnh mà. Ừ, mạnh rồi. Huy hiệu đánh làng, ta thấy nguyên cái bãi xét. Ừ, bãi xét đúng rồi. Đúng không? Nó là góp phần làm cho Titan bị lắc máy thôi. Không, không có bắt người đâu mà sợ. Giảm hiệu ứng người chơi khác rồi. Bắt người mà, Obi Tăng bắt người mà. Tao thấy cà pháo bắn okay. Xét dịch tùm lưng. Đây nè, bên này. Cà rốt. Ờ, ok. Như cũ nha, mọi người biết vị trí rồi đúng không? Như cũ nha. Như tuần trước. CC nhớ hết góc rồi đúng không? Không, tao đâu nhớ góc đâu, tao mấy giờ vậy? Mày 4 giờ. CC nè, cà pháo góc 2 giờ, cà rốt 6 giờ, cà chua 8 giờ, cà na 12 giờ. Rồi... Bình 10 giờ. Cà bông 4 giờ, 10 giờ. Cà pháo 2 giờ. À, CC là không được CC nhầm đâu nha. Ừ, CC nhầm nhầm. Không biết đằng nào lần đâu. Nè, lo góc đó thôi. Ra bếp dịch qua lóc rắc thì bếp dịch đó thì cho tay chi. Chứ sao nữa. Thì đi sau sống ảo mày thả bốn xong rồi địt mẹ chạy ra đồng sống ảo luôn địt mẹ thả bốn chạy địt mẹ đéo tâm địt dê bay lồn qua lóc mà rắc thì tay chi nó cầm lát gà cái đứng nó chụp hình là xong. Bữa em kéo con khách á, tuần đầu nó ra cái gương cổ đại. Cái đứng chụp hình sao gắt game sao mình đọc luôn. Giờ trong túi đang giữ nè. Còn hai tay hai vòng mày. Ôi không được bán nữa, lấy ca. Ờ để trong gương làm cho đẹp gương. Cho nha, tập trung à. Từ từ để em chỉnh lại. Lắc đầy đủ nha. Cây đầy đủ nha. Chung cài pháo có hành thánh cây á định có cắn 50 cái mẹ
chết. Để em hiểu. Hai. Ừ đó, thả tim nó vô. Ba. Anh lồn, anh lồn. Anh bình à. Lồn à. Nào. Mày ấy mày đánh mày chế cho nó đi. Được rồi, ok. Có Nguyệt bên nổi không, có Nguyệt? Không có clone làm sao mà chế độ được. Sửa vũ khí cho em. Sao em sửa vũ khí đi. Mày chế ra búa sửa gì vậy? Anh Cao cà bông không có nguyên liệu thôi chế. Không có nguyên liệu luôn hả? Đâu nguyên liệu gì? Không đi đun đéo đâu, không có gì đâu. Thôi tí nhờ lấy đi nước rồi. Tí nữa tình. Tao đang nghĩ là nên cho nó lượng bay thôi. Chơi đéo gì, chơi không chịu ngày nào bông này không chế được cái mẹ gì hết á. Tiên đơn không có, nguyệt thạch không có, chế làm sao mà chế. Thôi chắc thủy rồi, chắc cho thủy thử luôn. Chứ kiểu này đi không chế không có gì, đi có vài cái luôn, đi ngày đi là mất ngày bật luôn. Ever thì đéo úp nổi. Đầu vãi. Xong chưa vào đi bạn. Ông Bách ông xin chơi có mỗi khi làm cái daily farm thì không thể farm. Nè, con này chưa cần mày ăn bánh thánh đâu. Mày coi đây, nhắm này, này chế được mấy lần rồi, tao chế gỗ còn không đủ để chế, làm mình chế. Cái tinh thần đồn, cái tinh thần thành cái đồn đạt 10 rồi. Tao luôn làm daily, tao đi làm daily ngày không, mà giờ tao dư mấy trăm. Bỏ lưng thiệu á, là nó không hề làm một bữa nào luôn, nó không hề đi một cái đu nào luôn. Kệ coi. Coi kìa. Nè ghế đó, cái ghế không có. Rồi xong chưa? Vô đi. Không rồi. Bình môn. Ok. Em xe điện về luôn 8 giờ đứng nhá. Em xe điện rồi, Rồi 8 giờ mình yêu luôn à, ai luôn à. Bình với lại Kana. 3 giờ ăn gì mà Kana. 12 giờ. Xe điện 12 giờ. Xe điện 12 giờ. Bây giờ tao bị như thế rồi. 3 triệu. 5 triệu. Tay kiếm. 2 triệu. 3 triệu. 1 triệu. 300k. Chưa, đứng ra nha chị đô. Dễ chưa. Cảm ơn. Ngã nè. Chưa xong. Rồi, ok. Đi xong. Rồi xong này chỉnh mic to lên tí. Bố xay kiếm à. Đi. Anh châu yên hồi nha. Hồi tiêu. Năm, bốn,
3, 2, 1, cái băng, cái băng, cái băng, cái băng đi. Ôi, sao hai thanh niên... Vậy được chưa vậy? Rồi, đẹp rồi. Ok. Mày kéo được không? Ok. Bây giờ 3 triệu. Yeah. 1 triệu rồi, tin tay ngắn đừng đan, đừng đan, đừng đan. 1 triệu. Không sao. Né nè. 500k. Viết, viết, viết đi. Viết xong cho ta nha. Xong, viết xong, viết xong. Xong. Về ai lại chạy ra nữa không? Ai kìa, ai kìa, bố tay kìa, bố tay kìa. Ôi chết tôi rồi. Đi, 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 đi. Kéo, kéo ra cái này rồi. Ồ, quay kìa. Có gì vậy? Thôi được rồi. Ôi, cái gì điện đây? Ôi, mà cái gì có chuyện đó rồi. Chết sao đúng không? Ai, tôi giận ít cửa chết. À, hai, một cái băng, cái băng, cái băng. Băng rồi. Băng rồi, rồi, thả ra, bốn, 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 đi, đi, đi. Ok, ok, cho thả đi vô, ấy, cứu gà kè. Đu kìa. Dạ. Trời, ai lùa vậy? Sao đấy? Rồi cứ đi không bạn. Bảo Binh với Cana nhớ chú ý lùa chạy ra lùa cho sớm nha. 8 giờ, 8 giờ. Ba triệu. Triệu. 5 triệu. Từ từ ăn về 3 giờ, từ từ ăn về 3 giờ, từ từ ăn về 3 giờ. 3 triệu. Để chăm xong luôn ạ. Ok, ok, ok. Sai kiếm ạ, sai kiếm ạ. EV này, EV sai kiếm ạ. Ờ, tay ngắn đi ra đây. 500k, 300k. Tay kiếm, tay kiếm. Rồi, ok, ok, giết, giết. Xong. Giết xong. Đi ra đốt. Đi, 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 đi. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Rồi, ok. Đếm. Đếm nha, đếm. 5, 4, 3. Rồi, về, về luôn, về luôn. Đừng, đừng bỏ. Ok, sao? Tay kiếm. À, EV, EV, EV. Xếp đi. Chắc là. Bye. Tí nữa nhớ đếm về cho nó chính xác luôn. Bên em chưa có số mà. Bên kia anh nhìn thấy số 1 luôn mà mới ghê. Tao chỉ nổ sớm mà. Sao cứ bên nào trước thì bắt trước thôi. Ừ mày vừa đến đi, bên này số 1 mà mày không đến. Ô bên tay chỉ nổ trước mà, mày ngáo à? Bên mình bên sau luôn. Thế tao nhìn được sao bên kia tao nhìn thấy số rồi, tao mới bảo tao chỉ đọc mà. Có đâu, trời, tao đứng kế bên. Có, có. Ông mày nổ trước đấy. Làm gì? Tao không biết mà tao thấy bên nào số 1 rồi. Tao về. Bình với Cana nhớ luôn nha. Bình với Cana nhớ luôn á, bây giờ quên luôn hoài. Hai lần á. Không phải em, Cana hay gì á, em chưa, em thấy số là em chạy ra múc ngoài rồi. Cái nào biết nữa, nhưng mà có một đứa không lua. Cái na cái gì, cái na nó ra trễ á. Cái na như ở nó ăn ca luôn rồi. Lắc rồi, chết lắc rồi. Dạ. Yeah. Nó bị crash game rồi đúng không? Ê, xin 5 phút để phát cái game ra cả này ấy. Oh.
rồi, chưa về luôn đi cứu à. Đéo là bọn này đi cái đéo là bị thừa đam bên tranh rồi. À, tụi nó canh không kỹ, tụi nó cứ lo đam, tụi nó không nhìn máu. À, giờ mới giỏi lắm rồi. Không có tay nào làm được như tụi nó luôn. Không có tay nào làm được như tụi nó luôn, làm sao mà thiếu đam con xanh được. What the hell. Cái này phải học hỏi mới được. Đi ra, đi lại vào sổ được. Cái này phải học mới được. Thiệt đó, đi sao mà thiếu được đam con xanh đó mới gọi là hay á. Ủa sao nó canh sao hay vậy ta? Tao hình dung nó canh sao luôn á. À cũng rồi, đi mẹ nó ăn cầu đỏ xong rồi. À tao hiểu rồi. Nhưng nghĩa là mày hiểu không? Nó ăn nó đỡ cầu đỏ rồi. Mấy thằng DPS ấy đứng gần tăng xe cầu đi con mẹ. Đúng rồi, hiểu không? Dí mà đấm rồi. Đứng gần tăng xe cầu lấy cái cánh tăng ra ấy. Phải ăn xe cầu còn 3 quả đi mẹ hưu lại mẹ là máu là con kia luôn. Nó hút rồi. Thế là gì mà đéo hút tập tách thôi. Thế là thiếu đam thôi. Hút con mẹ. Hút tầm 2 quả cầu cùng màu là ăn lồn à. Đúng rồi. Ai đọc chat nhóm cái đi. Cái nhóm nào? Chat nhóm kìa. PSU hát rồi. Mày không? Game nó cũng xin. Rất game nó cũng xin cũng cái nữa chứ phải không? Lồn đi con mẹ mày xin cửa đắt game luôn. Mạnh mày. Mạnh mày. Kìa thằng Tố Nguyệt tỷ qua lóc FM vào đi Red Julia. Đó giờ thiếu người đi vậy đó. Thằng đỏ nó không đi chung được. Ai Red bên đó tùm lum la rồi. Qua giờ thấy qua giờ thiếu người. Vũ Huân nó nói em rồi. Nó là gây lộn. Tụi xe này hả? Tên mày tên 1 hả? Ừ, tên 1 đó, tụi nó gây lộn với nhau á, nên tụi nó không đi nữa. Thằng Độ nó bỏ luôn à, nó gây lộn gì. Cứ bắt là gây mà ấy, hỏi tí là gây. Ừ, bắt là gây. Câu 2 này tao chí, bắt là gây mà hỏi tí là gây vậy. Ngay mà. Ê mày. Bữa ông Huân nó nói mà. Bữa ông Huân nó nói kẹt giờ với gây lộn dữ. Thằng Độ á, Độ nó nghỉ 2 tuần mà tem không bắt nổi thì nó đi được. Nè, đánh nhau thì đông vãi lồn ra, xong rồi đi phải có mỗi đi chơi thôi mà đi phải tập trung khổ vãi lồn. Bây giờ đi phải mà ngon đêm mà đi phải kéo là kẹt giờ mày, hay mày, thú vị mày. Không hiểu. Đi phải đánh nhau anh em mình thì phải đông hết, đi phải gọi. Ban đêm nhưng mà on người ta on đến tầm 1-2 giờ là người ta kỳ, bây giờ có phải ai chơi được đến sáng đâu. Không, nhưng mà kiểu giờ thì... Giờ đi đến của Sirenai là 6 giờ đến 10 giờ. Không đi được, chỗ đi làm. Thì hồi xưa nó mới chạy qua Waiter để đi kết quả. Giờ cũng có bực mà, muốn kiếm chỗ nào cho đi. Giờ đang đụng mới đi xin bên ngoài để đi. À, như thằng Độ là ở đấy là nó là tanh chính sao? Không anh, có thằng chính khác rồi. Thằng BM nào thằng con. Ừ, à, hình như Ginky. Hình như Ginky không phải Ginky. À, hình như Ak Ginky là không phải là Ginky chơi nữa nha. Vậy hả? Ừ, Ak là không biết. Nghe nói là Ginky sắp nghỉ game. Khoảng cái lúc đó là chưa ra Julia. Ông một tháng thì nghe nói là Ak Ginky vài bữa nữa là đưa lại cho ai đó chơi. Ginky dùng mình nghỉ game với vợ. Ừ, thằng Ginky nó vẫn bảo nó vẫn chơi mà. Chỉ có thằng Đặc Nguyệt là đổi ác cho thằng Gấu thôi. Ừ. Đúng rồi. Hình như Ginky nghĩ thiệt á. Không mày. Không. Ginky tao cái kỳ tao còn ở bên đó nó còn chơi đùng mà. Còn Ginky vẫn còn chơi. Đặc Nguyệt thôi. Có Đặc Nguyệt đổi ác thôi. Đặc Nguyệt là Đặc Nguyệt đấy. Nhưng mà bây giờ là vấn đề là Độ nó không đi được chung phải không? Nên cãi nhau. Ginky như là Judas cầm. Có thằng tên là Judas.
ở bang Chiang Mai trước, nó cầm hộ em đi cùng Nghiên Kỳ mấy lần rồi. Vậy hả? À, vậy đúng rồi, gì có gì. Rằng có thằng Judas nó hay cầm, với lại nó cầm cả ác một ác nữa ở Dem 2 Chiang Mai. Nó cầm hai ác. Dem ở Judas, Judas là Chi Wu đó. Ừ đúng rồi, Chi Wu đúng rồi, Chi Wu. Đúng rồi, Chi Wu. Trước em đi để chịu mà Judas á, Judas nó là dữ lắm luôn á, con cá mà phun đồ không giữ nổi nọ rồi à, nó đi sáu sáu gà thiệt mày ơi, có cái diễn gà đó BVE diễn gà đó không bê về tem bên bên đó là có mỗi đó Sa Tạ với thằng Clay là ba đứa. Thấy có cái gì nói là đi cool friend với lại Yuki là kỹ năng BVE cũng khá lắm ấy. Ừ, ông cool không mày, ông cool thấy cũng bình thường à, tại ông có vàng ngạc à, tăng cho ông, ổng có sao ông bắn không mà à, theo gì đâu. Quát quát tay anh vô à. Không, du thằng Yuki thì đã tách BVE hay hơn cool friend á, cool friend bình thường. Cái vàng mà BVE được của nó là Ginty, Sa Tạ với Clay, mà bây giờ được Ginty mà nghỉ, Clay mà được mà nó không đi nữa thì nó lồn mà đi được. Mà nghe nghe Huyền rất kể khổ ấy rồi, thì mẹ đứng ngoài, mẹ đồng chí ác cố đứng ngoài đứng bước vào lưu, đứng xin với mẹ được. Nó vô cùng phải lồn, không làm được cái gì. Thua mẹ rồi. Nè, đứng ngoài đủ mới quăng quả bom vô trong bức hài đủ để giống vô đấm. Má anh về chứ là tố nguyệt của mình đủ nó còn ghê gớm á, tố nguyệt việc của mình còn còn có. Đủ quá còn vẹo là đủ, nếu là được của mẹ vậy đó. Tố nguyệt của mình còn nhảy vô chọn hết con boss. Nó vẫn còn miệt mài mà. Còn vẹo là đéo giống vô là bị chết ngay. Vô là bóp nó thấy đi. Có người trong mình đồ không là chỉ đứng ngoài quăng quả bom không lưu bút mà đánh cái đó có lòn mà đi được bóp cuối á. Hồi mới gánh bây giờ Clay nó nghỉ rồi. Ủa đi nào riêng mà xin chắc là đứng ngoài như này có bóp cuối chắc nhéo nhéo lòng luôn á. Mặt ba ngày đâu tao cái đi nào bắn lên đi ra là để tao nói cho mày nghe này, bóp cuối là cần kỹ năng invi không mà. Con mẹ lấy gì đi để né được cái đòn trước sau bóng túi đó là chết sắp mặt lồn cả. Mình là tính ra là không có hồng môn vào lúc hồng môn nó bút ở trang hai ừ là khó ừ vậy mà tem mình đánh bữa đánh vậy là ghê lắm rồi đó. Mày còn tem Sirenai có hai hồng môn mà có kiếm đủ tem mà đi dễ hơn mình nhiều. Bây giờ Clay nó nghỉ rồi. Chi chi mà nghĩ tới lấy gì mà đi. Giờ đang tỉ người à, lạc vị đang tỉ người à. Nó xây kiểu khác bên mình là 1-2-3 heo 1 rồi. À, nó là 1-2-4 hả? Của mình là xây 1-2-4 là sao? Mình cũng là 1-2-4-7 mà. Hai ba bảy. Ừ, còn tụi Thiên Di 1-2-4 luôn mạnh bảy cành. Đúng mấy. Tức là nó phải chịu thêm quả ba đốt nữa. Má phải bị lồn. À, cũng không phải chịu. Ừ đúng rồi. Phải chịu một cái thằng số ba đủ mạnh bảy lồn. Kinh đấy. Game 8 thì đứng 5 free khó gì. Ừ đúng rồi, chơi rồi, ok rồi. Bạn tì nó bán gì. Rồi. Thích đúng rồi. Cao cút thì 2 stack đứng 8. Bình minh với cà nàng nhớ lùa nha. À team cà sen. Cà sen đâu? Mày quay ký đầu nếu mà. Rồi. Được. À, bào phát thì này. Em hiểu cảm giác anh Sơn rồi, mỗi lần bào phát thì tôi buồn em. Này, cái này ít đầu ngon nữa. Ê, bị nào e nè. Đùa đi, đúng rồi. Anh sẽ nhận về luôn 8 giờ đứng nha.
Hai nè, một siêu à, đủ siêu à. Rồi. Cái kiếm nào được? 3-8 nào được? Rồi. Cái kiếm à? À rồi, 8 rồi. Đấu siêu. Kiếm luôn nha, mod thì kiếm lại. 3 triệu, 2 triệu, 4 triệu, 1 triệu. Thôi đi ra, đi ra rồi này. Rồi, 500k. 500k giết luôn. Chưa được. Đông. Giết chưa? Xong. Phải kiếm à, bố phải kiếm à. Đi nha. Rồi trả luôn. Mục tiêu. Đếm à. 5 4 3 2 B 2 1 nổ. Đứng yên. Rồi. Người đứng yên, mọi người đứng yên. Cái kiếm này mình với cana luôn. Cái kiếm này bánh trôi này, bánh trôi này, bánh trôi này. Tám giờ. Năm triệu. Ba triệu. Một triệu. Cứ thập nè. Rồi 400k giết chưa? Đi. Rồi xong. Tài kiếm à? Đi. Dập né nè. Năm, bốn, ba, hai, một, B. Hai, một, ấy, bỏ ra EV đi. Đi. Okay. Mình với cái này. Bắn cà rốt nha. Ba triệu. Bốn triệu. Ba triệu. Hai triệu. Hai triệu. Năm trăm k giết chưa? 400k. Giết chưa? Rồi ok xong. Bố thầy kiếm. Đây. Hấp nè. Đi rồi, đi nhanh lên. Ừ. Bố chuẩn bị xe kiếm này. Xe kiếm. 3, 2, 1, về băng. Giữ luôn. Ừ. Nó đây cái nó không bị lật. Nó không bị DTA bị nổ chết. Lật đứng sai góc rồi kìa. Bình với cana. Kìa. Ê, rồi đan nó xuống đây. Bình cana. 8% rồi, rồi đan nó xuống đây. Đánh mini. Có hai người ra tăng mini.
bình thường đấy, mình đi bình thường đấy. 8 giờ, xe điện 8 giờ. Đi xe đấy, mình đi bình thường đấy. Vô rồi. Bên móc mua biết nha mày. Rồi vô góc rồi, mọi người đứng góc nào cũng được. Mày không chết được rồi. Chưa thập à? Đam. Tỉnh nha, đừng có để chết rồi. Kìa. Chạy đó. Chuẩn bị xoay kiếm à, xoay kiếm. Thích hợp à, nè. Có những người bên đây. Không xoay kiếm à, xoay kiếm à. Trời chết vậy. Cà chua 8 giờ. Cà sen với là chi ghê. Yên vi này. Đứng yên bên kia đi để có vẻ đấy. 8 giờ nha cô. 8 giờ cho nó. Này chi góc 8 giờ thôi. Tam thôi đừng có chết. Băng tem. Dí mình đi. Rồi để mèo cứu. Bình tĩnh. Cấp 3, té nè. Tí nữa. Vòng ra rồi, 44 rồi. 44 rồi nha, 44 đi. Chiếu đi, cho ping pong chiếu đi. Xoay nè, bố xoay nè. Ép cà nè. Ép cà nè nè, ai gần ép cà nè nè. Cứu đi mình ơi. Cứu luôn, mình cà chua chết rồi. Mình chuẩn bị CC này nha. CC nha, kia nó CC nha. Cứ ra bình thường đi, Cứ chẳng à. Rồi, ta chỉ ra rồi. CC đi. Băng tem. CC nè. CC đi. Mọi người đã xe điện. Rồi, ok, xe điện rồi. Em phụ anh đó, what the fuck. Đánh mini đi. Đi chuẩn kìa. Cứ sao bà, lé nè. Rồi. Giết mình đi. Thả tim chết rồi à. Cà chua kéo rồi không? Kéo đi, chuyển tim đi. Tao dừng dây rồi đó. Kéo ngay trước khi nó ấy nè. Để tao lôi lẹ nè, không là chết hết tem á. Ok. Bởi lô. Một tí rồi. Đúng rồi. Sao bà? Rồi, bình tĩnh. Wow, ôi nó ném kìa, ai ra tăng mini đi, CD đi à, về góc mình đi quá. Băng tem. Này 16% rồi kìa. Bố sai từ từ hết vào. Bên nó hết hồi sinh rồi, không còn hồi sinh không? Đi à, EV à. Rồi chết rồi, đi xem
chết nhiều quá. Ủa mà sao con mini ta dài đánh chậm quá vậy? Tao phải bay có, vô tao đánh có luôn. Có ai support đâu. Có ai vô đánh đâu. Tập trung vô đánh mini đi. Tao bay vô tao đánh. Tao chết tao hiểu quá. À đi mẹ vào 30% tao bị 500 coin nhà. Tao đứng hình này. Để mấy kêu dồn mini á, giải quyết xong mini đây, nhanh lộn á. Ừ, mọi người á, đó là dồn mini đừng ai đâm bóp nha. Đánh mini nha, mọi người để ý mini nha. Đánh mini, mini là đầu tiên đầu tiên. Đó tự nhiên nguyên một đám bay vô đánh bóp, hiểu á. Tao đánh phải mini. Bật lưu, tao bay vô tao đánh mini rồi tao chết. Ừ, đánh vô đây. Đúng rồi, phải đánh mini. Hiểu. Lúc nãy em gần chết em phải táp băng tăng luôn. Đánh mini không đánh. Hạn chế đừng để chết chứ. Tìm lại. Đây để đánh mini nhá. Tại vì cái lúc tanh lưu đoàn đánh ấy là sẽ lưu cho những người ra đánh mini đấy chứ không lưu về cái hướng ấy đâu. Đi xin xong rồi vô đi kiếm mini mà đánh. Cái khúc đấy là không không cố định là góc 3 giờ đâu đấy. Cho tí để tao xem lại mạng nào nhá. Nó vào 2 đường trăm bắt được. Không phải do mạng đâu, do cà cái, không phải do mạng. Do tập mà. Cạn quay rồi. Em bị 500 ping rồi mà, em nhìn thấy rõ 500 ping mà. Ờ, cạc nó lag nên là ping nó cao. Cầu hình tối thiểu đi. Còn cạc cái con, cạc cái con dấu là ping, này, đang 500 ping này. Anh, ừ thì đợt trước anh cũng kiểu 500 ping đấy. Chỉnh lại cạc cái ping bình thường. Không cạc, bình thường em vẫn 100 ping nha, không tự nhiên vào 500 ping, dấu hiểu sao luôn. Do máy mày nó lót không có nổi nên nó dồn lại nên nó bị delay thì nó ping nó vẫn lên chứ không nói gì đâu, có gì đâu lạ. Rồi tay em đánh về tốt rồi. Đạt 750 có TI không? Hay chỉ 750 không thôi? Có TI. 750 mà chưa có TI là nó cũng giật sắp mặt lờ ấy. Mọi người chắc chờ tí xíu đi cho hồi sinh nó quay được nó. Ờ, hồi sinh đây luôn. Mọi người tập trung nha, đánh một tu cho nó. Đấy, rồi sắp được nè. Còn mấy phần trăm. Nãy là đâm mốt nhanh lắm rồi đó. Ừ, đâm mốt nhanh lắm. Ừ. Em thấy không, 3 không phút mà còn không, mười mấy phần trăm. Không có làm căng dây lần 4 đâu. Vào hiện ra mini cái là khả năng anh em dồn đam là nó chết luôn. Cần ta đánh sơ. Sao em đang chạy ra hai. Cho hai người chạy ra tanh mili, cho hai người chạy ra tanh mili ở đâu ở tuần đam là nó về mấy. Anh Sơn này, lúc em chạy ra mini sao toàn bị bốt nó chém cái gì mà xa vào người ấy. Ờ đấy, cái chỗ đấy là xem cái chặt vào đặc biệt nó ấy. Cứ nào đúng sai nhất là nó chặt vào đầu đấy. Ừ. Báo. Có mà có phải là có một ép băng tem một ép là mà cứ chạy ra đi, có gì đâu. Kệ nó chặt nó trúng nào. Mày nghe thấy băng tem ấy thì mày cứ bật test lên. Nghe thấy kêu băng tem ấy là ý là bật kháng ấy đấy. Còn cái bê băng là thôi thằng kia bật được thì bật đâu, không bật được thì thôi đấy. Mà cứ chỉ được thế bật kháng thì không ăn lồn ấy. Khi nào băng tem là tự động bật kháng của bản thân mình lên cũng được. Có chắc ví dụ là cái quả đấy là cái thằng băng tem ở xa quá nó không bật. Đây là cái này đánh đi chẳng hạn. Các thứ đang CC cầu, các thứ đó. Nếu mà có kháng thì cứ bật lên trước. Bảo băng tem mình cứ bật kháng lên đi, không thừa đâu. Kiểu là đừng tin bố con thằng nào hết. Giờ này 50 rồi. Đúng rồi. Quốc. Đây à. Rồi anh trong tình trạng ping 150. Rồi vô sao? À quen rồi. Vô rồi. Cứ thập luôn. Xe điện về 8 giờ đứng nha, xe điện về 8 giờ đứng này. Xe điện về 8 giờ rồi. Đi nào. Bây giờ 5 triệu. Kiếm vô tay kiếm, thả tim à? 2 triệu 2 triệu 500k
Giết chưa? Giết. Tập mẹ. Còn. Ôi bây giờ mình chưa hồi thả rìu với mình. Cố định. Rồi 500k 300k Rồi ok xong. Rồi đi. Bốn triệu. Bố sai nè, từ từ. 200k. Rồi ok. Đâu? Bố sai. Đi. Anh lên đi. Đứng góc 8 giờ nha, đây mời. Đang 2 người nữa. Ui, Vi này. Ôi, chết rồi. Vào mic nè, không kịp cooldown đâu. Tay ngắn. Đang 4 đợi tí nữa, đợi cho nó vào. Rồi, thế thì. Đạp đi, không con mini nó chọi. Đã tìm kêu được kìa. Đừng về đi. Tay ngắn đi ra. Đi ra. Tay ngắn đi ra. Vào mic kìa. Rồi với chị. Rồi vô đi. Rồi. Di chuyển ra. Bình tĩnh. Chết cả lưu rồi. Mẹ. Cặp. Đam em. Rồi đam vô. Tiêu. Ngổ tiêu.
Rồi chuẩn bị dây đi. Take game. Đó, block. Ao ra này. Đam đi. Đây đi này. Tay kiếm này, tay kiếm này. Block. Okay. Rồi mình đi tay nha. Để tay. Chị ra với lại cả sẽ. EV này. Con này tăng gần á, đứng sát vô. Vậy. Đó sao chết? Cứ thả bài, tập trung ngay. Ừ, hơn quá. Về góc. Băng kem. Đi. Tôn. Xong. Rồi, ok. Anh em ăn máu lên đi. Bố sai kiếm này. Từ á. Sai kiếm mà khoan vô. Rồi, cà sen. Kéo nó. Cứu đi. Tố Nguyệt chưa? Tố Nguyệt chưa? Cứu được không? Đi, cứ bị chơi đi. EV à? Tìm kia băng đi, Kéo luôn cà chua ơi. Kéo luôn em. Không có. Sai kiếm, sai kiếp. Kéo Win ơi. Kéo Win ơi, chết tem á. Được rồi, ok. Kéo này hiện càng kia chết. Không sao, tại vì... Chứ thả bài. Mày đam đi. Thấy sai rồi, ra lẻ đi. Rồi em gà. Sai kiếm à. Nó bắn cà sen. Mọi người đang đi chết nha, chú ý nha. Chuẩn bị CT rồi. Băng tem. Rồi, về góc rồi. Đi đã. Nổ chú rồi. Ok, đi đã. Mình đi cái. Ôi, chết thanh rồi. Ê, tay hết né rồi. Cố đam nữa. Giúp mình đi cái. Ủa 4 giây. Trời ơi. Mọi người chết nhiều đi nè. Nói nổi mà còn hồi sinh không? Cà chua còn hồi sinh không? Không có hồi sinh. Không có. Mấy dòng kia bốn về hết rồi anh ơi. Đạn này vừa muốn ép để cứu tem xong thì do nó lại thầm. Ra giúp mình đi cái. Anh Sơn khỏi một ép cứu tem anh ơi, để băng đi, có băng ừ. Ừ. Khỏi một ép cứu tem đi, để băng đi. Phải, tại chỉ tăng con đó mà sao bật về kịp. Phải tăng hả? Tới khúc mini 2 tao thấy tụi nó làm gì chết từ lưu hộp dưa mày ơi. Chị cầu xong á, ra quánh mini chứ không nó trời đi chứ chạy tao... vô cây chứ hả? CC xong là tao chạy qua liền, mà tao chưa chạy qua kịp là tao thấy nó nằm la liệt hết. Mày có chiêu gì dồn đam nhanh không? Thì cái dách của tao đó, tao qua tao bật chết lên tao dồn đam mà. Lần nào cũng vậy đi. Chậm lắm. Sao mà để sống đi chứ tình chết là chơi được không? Khó chơi lắm. Thì rồi, cái đoạn là nó bổ hai cái, cái đoạn nó bổ hai cái đấy thì là vừa mới dùng một ép xong. Thôi vậy giờ cho Kane nó xuống thì nó về băng nè.
ai chi lên nha. Chuẩn không? Được không? Rồi. Đó luôn. Đi trên này có cái băng rồi. Đó vậy chuẩn thì Kana biết em dưới đây băng đi. 3 phút nữa anh ơi, 3 phút nữa hãy vô. Em đợi hồi sinh nha. Ừ, đợi hồi sinh đi. Đánh 3 phút là nó hồi sinh rồi. Đâu, cúc đầu mình đâu cần hồi sinh đâu. Tao không ăn nó khôn đâu. Rồi em. Em về xe điện về 8 giờ đúng luôn nha. Đi đi à? Trời ơi, ai kéo vậy? Ôi, rồi. Cuối luôn, đàng hoàng nha. Bây giờ. 4 triệu. 6 triệu. 5 triệu. À, bút tay kiếm nha, bút tay kiếm này. 500k. Triệu. Ừ. 300. 500k rồi, đi. Rồi, ok. Xong. Ba giờ đứng nha. Đi. Bút tay kiếm. Tiếp luôn, nó siêu nè. Đi nè, để siêu đi. Định vấn nào, có định vấn. Ừ. Đây, bên này không phải trước ạ. 5, 5 4, 3, 3 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ai không về? Cana không biết về à? Cana không về hả? Rồi thì sẽ Cana không về hả em? Thôi để tay chi nó tự về như cũ đi. Phải là không về. Thì cứ như cũ mà cái con mini số 2 phải ra giúp tao. Tao tăng khổ lắm chứ không có gạch đâu. Ủa Cana không biết về hả? Mà Cana nó chơi FM mà nó không biết về vậy. Nó micro game á. Không ngảo chơi lắm vào thì riết bị teo. Nói là đổi lại cũ để cho tay chi nó về. Bên này về. Lấy cơ chờ mấy kêu dồn ra. Dồn mấy đi giúp em. Ờ đừng chứ không 2 giờ phi về được. Phi về đóng đôi tắt. Được. Làm gì á? Bắt tự nhiên cái sâu bên lên chi vậy? Hồi máu. Đợi bắt đi. Đợi bắt nó hồi sâu bên nữa. Khó đến 5 giờ 5 rưỡi thôi nha mọi người đó. Đừng có móc nữa. Hồi máu lên Binh ơi. Tao vô tao đấm về phát hồi máu gì, lo gì mày ơi. Thôi ơi, để tao chi về bình thường. Tí nữa, để phút đó về chạy mình đi đánh thì để cho tao chi về. Ờ ok, để em cố gắng. Em sẽ ngày về 8 giờ nha. Nổ siêu rồi. Bây giờ 10 giờ.
coming back for me. Show me what you need to wake me up. 5 triệu. 3 triệu. 2 triệu. Rồi, 300k. Rồi, ok ok. Đâu. Không phải nổi trước nha. Ừ. Tên gì nha. Tên. Đi rồi, đi rồi. Đi đi. Giấm này. Giấm à. Cứ đi bình thường thôi, tao ấy được. Tốc độ ok. Đi đi à. Đi luôn. Rồi. 4, 3, 2, 1, B. Đừng quả nha, đừng quả nha. Ok, xong, 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 bỏ đi cả đi. Cái này ở bên. Cái này bây giờ đã lùi đấy. Cam xe điện về 8 giờ đúng nha. Kiếm. Cứ đứng yên đó. 10 giờ, 10 giờ. Mấy triệu? 4 triệu, 3 triệu. Đi hả, đi hả? 3 triệu. Bên bao nhiêu rồi? Ờ, diễn cường. Thập né nè. Đâu? 3 giờ đứng. 3 giờ đứng. Đi 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 đi. Chị. Bố tay kìa, bố tay kìa, bố tay kìa. Cái nó lát cú sao nhỉ? Your self-defense, tell me you do, you feel the same, don't. Rồi, 5, 4, 5, 4, 5, 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 bên một lên, lên. Bên một lên không được anh đang một rồi để dạ. Tao tao lưu giùm mày nha. Rồi lưu cho con mèo cứu đi đâu rồi thôi đi mày ha. Ta chưa hôn à quýnh quýnh mày này trước không. Mười giờ, mười giờ mày tăng luôn sen ơi. Này. Ấy mà. 2 triệu. 2 triệu. 6 triệu. Về 3 giờ đang. Để ra qua giúp à. Thôi về. Về đi. Bố sai kiếm, bố sai kiếm. Đẩy bố à EV à, EV à. Rồi. 4 triệu. Sai kiếm à. Tao đang chờ lúc nào kêu giết giết. Rồi giết đi, giết đi, giết đi. Giết đi, giết đi. Xong. Đi đi đi. Đếm 3, 2, 1, 7. Đi à, EV à, EV à. Lô xe chùm tao kia. Ừ. Thả tiền cút kịp hả nè. Cái này bắn tiếp. Tay kiếm à, bố tay kiếm à. À đâu, tay kiếm à, 10 giờ, 10 giờ. Cứu ở bên mình đi. Dồn chết mini luôn, tôi xích rồi.
vô đánh kịp boss không? Được rồi. Dùng chết mini cứa xíu rồi đâu. Ủa rồi này, mày mày có chết đi, mày có chết mày đi. 4 triệu. 3 triệu. Na rồi. Dùng chết đi, dùng chết đi. Ok ok. EP à, EP à. Con bạn đấy nè. Đâu, what? Thôi, reset đi. Đánh kiểu gì á? Chết liên tục. Vấn đề là cái gì vậy? Có một tuần gặp lại nó lại thế. Khó hiểu dở. Càng đánh càng fail. Tao chết tùm lum vậy, không hiểu luôn á. Ủa Kido, sao mày chết gì Kido? Tao hả? Tao chết tao nổ cái siêu ra, tao còn miếng máu cái đoạn hai chặt của nó, hai chặt bình thường đó dính tao, cái gì đâu, tưởng ngày 3 giờ rồi mà nhắm nó dính, xui thôi. Ờ, xuyên nhà nào full nha, xuyên nhà nào full nha. 5 giờ là ấy rồi đó, mọi người đánh cho này. Cái chỗ nổ siêu ơi, có nhất là đứng tránh xa xa bot ta. Ờ, đưa ăn đồ. Đó, nổ siêu nếu ấy thì đánh xa xa, đúng rồi. À không, cái khúc nổ cầu ấy, nổ cầu đến 5 cái là thấy là đi ra rồi. Ủa, là đụng đam đâu. Nổ xong mà không biết là không được nổ ra. Lúc đó là quay về bot cái tao nghe lúc đó là anh sơ đứng ngay 3 giờ. Thôi, bây giờ không giải thích gì. Bây giờ từ bây giờ không đứa nào chết đâu nha. Không có giải thích gì hết. Tao giờ tập trung đi để không nào chết. Được lối chơi chưa nhỉ? Tập trung nghe. Định hình lối chơi thì đánh thì cứ phân tâm tập trung là chết rồi. Rồi ta sử dụng thế cái. Rồi ok. Thử nha. Bạn gần một câu tao đếm là nghe tao đếm là cứ lấy trước đi nha. Xe điện về 8 giờ đứng luôn nhá. Xe điện về 8 giờ đứng luôn. Giá điện. Đi điện. Tôi kiếm nhá. Anh à. 4 triệu. 3 triệu. 3 triệu. 2 triệu. 1 triệu. 5k. 500k, 300k. Tổ xuất lại tắt mic nữa hả mày? Giết. Rồi ok. Giết. Anh giáo hết. Biết à? Đâu rồi? Bố sai kiếm, bố sai kiếm. Đi mày. Kìa. Đi luôn à.
coi. 5 4 3 2 1 với băng với băng. Ok. Mày đứng yên nha. Đứng yên, đứng yên, đứng bảo giữ đi. Rồi rồi. Làm mau với thả tim. Thả tim mới cứu Miu à. Bảo. Rồi có cứu rồi. Boss kiếm, boss kiếm, boss kiếm. Cái nào bình. Rồi góc em. Nè anh Sơn nha, nè anh Sơn nha. Tám giờ, tám giờ. Ba triệu. Cái gì này? Hai triệu. Một triệu. Hai triệu. Hai triệu. 500k giết luôn, giết luôn. Đông, đông, đông. Đông. Đáng đừng để chết nha mọi người ơi. Quay kiếm nè. Quay nồn sức nha. Ờ, ok. Quay kiếm à. Đây, đây, đây. Lên, ép nó, ép nó nhanh, ép nó đi. Từ, không chạy lên kia đâu. Đi. Úi giời ơi. Ok bơ máu nữa mày. Vừa đứng dậy. Tám rồi, tám rồi. Rồi cứu rồi, cứu rồi, cứu. Làm á. Bốn triệu. 2 triệu. Thôi ra, thôi giết được. Ờ, mày giết đi, thằng ngồi... 500k, khi nào giết thôi. Chờ đi. Thôi, EV à, EV à, EV à. Triệu. Chuẩn bị còn 1 triệu nha. 300k, khi nào giết nữa. Ờ, giết, giết, giết. Rồi, ok, ok. Xong. Đứng ngoài này lái được không? Được, cứ đi theo vòng. Đi theo vòng không? Để ta chi lái được. Rồi đi 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 đi. Đi đi đi. Kiếm ơi. Đi rồi, đi bình thường. Tới cầu cuối nè. Tới cầu cuối là cố định. Rồi cố định, cố định, cố định. Dừng lại, dừng lại. 3, 2, 1, B. Rồi xong. À, cái nào luôn. Mọi người về bao giờ có đam mê bán này dồn chết mini nha, dồn chết mini nhanh. Làm mấy cái, làm mấy cái. Tầm mét. Bán này dồn chết mini nha. Ô xây kiếm à. 8 giờ, 8 giờ. Đam nhiệt vô tay dài ơi. Tan 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 tan. Nè. Gặp, thấy gặp. Ê, ai lấy rồi? Ai lấy lái đi, ai lấy đứng yên. Ở đây là nạp đứng yên tại chỗ. Cứu khi đâu à? Cứ đứng yên thôi, cứ đứng yên thôi. Về Canada về băng nha, anh mất về băng rồi đó. Tập trung vào về băng. Không phải về băng đâu, cứ đứng yên thôi. Cứ đứng yên là được rồi. Rồi về 8 giờ. Cứu cà bông kìa. Tay ngắn đi ra hết. Tay ngắn đi ra hết nè. Ê, hồi xe. Rồi mình từ từ qua cũng được không sao. Rồi hồi máu này để kia thôi. Rồi. Đam mê, đam mê, đam mê. Đam mê, 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 đam
Để được đi chết luôn rồi. Quay ra nè. Rồi đam đi, đam đi. Tiêu. Tiêu. Tao ăn. Chơi game này, chơi game gì chuẩn này. Đó, block. Rồi đi tiếp rồi. Đi đam đi đam 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 đam. Rồi đi tao đi kia bạn. Đi gấm. Rồi ok ok ta chia ra. Để ra mọi người ra mini ngay, ra mini ngay. Vì ra vì ra. Đó ném cana. Rồi xin xin cầu đi, xin xin cầu rồi lấy kèo sao. Đi đập. Băng tem. Băng tem này. Ôi em bị gục ngã rồi. Dùng mini, dùng mini. Xin cầu đi, xin cầu đi. Anh không băng có chuyện ngay. Tại em tăng có lắm. Đâu rồi. Gấp. Ờ quăng con mèo được rồi, quăng quýt. Từ đam. Sao lo né chứ. Ăn máu đi. Ăn máu đi, lo né đi. Đam sau. Đi đại, đi à. Về 3 giờ. Mèo. Tố nguyện còn máu lên em ơi. Ok, tại chị sống rồi. Tay kiếm à, tay kiếm à. Tay kiếm à. Ai đi thi góc 6 giờ giùm nha. Kéo luôn đi tôi thích ơi. Thôi, chào luôn. Mình không muốn biết mà. Từ từ nha. Còn thấy ra đấy, còn nón thấy ra đừng ra bội. Đừng ra bội. 3 giờ đứng ở 3 giờ ai đi ra vòng không đúng rồi. Rồi, sai kiếm à. Kiếm à. Này à. Một lắm à. Rồi ok, vậy thì xin cầu đây. Để đưa lăng này. Cầu đây. Băng tem. Em ơi. Băng luôn. Rồi, xin cầu. Đi lại. Đi. Dòng mini đi, dòng mini đi. Cả đống, hay quá rồi, xong qua được. Mọi người dòng đi. Xong rồi. Đập chưa. Chạy ra. Có người chết kìa. Ủa tinh nha. Ai đứng sau lưng này, lé nè. Rồi, hồi sinh tốn nguyệt luôn. Kéo hàng kia xuống hồi sinh. Không được, cà chua nó hồi sinh rồi. Rồi, tự sống luôn. Tự sống nha. Ôi vãi. Rồi. Thằng chết rồi. Ok vậy. Không hiểu luôn á. Cái khúc mini của mình tao à, con boss nó ấy nó giật chết mình tao, có ai đứa nào vô đánh phụ đâu. Có hai đứa à. Mày phải xe đã, nó giơ tay lên là nó xe đi. Nhưng mà có một mình tao đứng chỗ đó, mày hiểu không? Mày lao vô giữa ông nội tao xe mày á. Bây giờ nha. Tao đứng sát ngoài mày không thấy hả mày? Mini tao dài là tao dài chịu khó chạy ra nha. Tao chạy ra nó chết hoài rồi, trong mini tao dài khó chịu quá. Thì mày đợi xe xong rồi mày dồn đam, nó có động tác mà. Phải. Lỡ nhiều khi ném búa vô tao đánh tao hút máu không kịp, cái dòng nó siết chết tao chứ gì á. Em búa mà đứng sau lưng mà quýnh được. Dễ lắm luôn á. Nhưng mà nói chung là tao dài nên chạy ra. Ừ. Còn Sơn mất nổ của nó vậy. Toàn bộ tay dài là phải đi đánh mini hết. Không đi CC cầu thì phải đi đánh mini hết. Chứ hỏi ai phụ trách nữa phải nồi. Đúng rồi, như nãy nè. Thấy một đống tay dài vẫn cứ đứng đam bót. Khó hiểu vậy. Chạy thì không chạy, đứng đam làm gì trời. Tay ngắn người ta đi CC cầu hết rồi, giờ còn tay dài phải, đi hết chứ. Phải đợi mình nói. Giờ nói nghe nè là
ví dụ như mini tay dài đúng không, là mọi người đứng trong cục đứng yên chỗ đó để xe chứ không có đi vòng vòng. Vòng vòng là nó xe nó không dính là chết. Không hiểu sao cứ thích đứng ra làm gì á. SM Kana này em có WMS thì em chạy ra đi, không cần cứ đứng đó làm gì để cho trời cái cục kia nguyên một đám luôn, thấy không? Thấy em thấy cái mini này nó bỏ đi em quy em, cái gì anh có một cái SS thì anh chỉ băng qua một giây từ từ mới ra được, mấy lát là nó có nhiều mấy chiếc chạy lên. Nếu mà có chiêu lao vào ấy thì vẫn có thể xuyên qua dây được, nhưng mà cái chiêu lao vào ấy phải cần phải có mục tiêu cơ. Tao như tao thì tao phải ép qua dây thì qua không, em bảo mì này tí về giả tiền nước ba không có tiền lẻ. Ủa tí nữa ông định phụ đánh mini nha. Tiếc quá. Thì đó thì không hiểu sao mình cứ đau thôi. Thảo rồi, để lại sau bơm trước con mini đi. Để cho tem 2 á. Ừ, sao tem 2 á, tem 1 thì em nói. Tem 2 á. Nè. Gia Silo nè, em để cái sau bơm cho con mini cho anh nha. Đừng có sau bơm ở lúc nãy nè, để sau bơm lúc mini. Để sau bơm mini mà. Con mini vừa rồi đứng lung tung quá. Cứ bình thường ấy mà nói là mấy người xe điện á đứng một cục ở đấy có gì xe được chứ. Tại thằng Binh là nó nhận điện mà điện chưa xe là nó lao vào bó rồi. Mọi người để ý nè, lúc nào CC xong cái thống nhất là chạy hết ra mini đấy. Bây giờ thống nhất là thế này nha. Con người công ty mini tay dài á chung một chỗ để xe điện xong cũng làm gì làm rồi đập bót chết thì mới được vô. Tại vì ấy, mọi người CC xong rồi không về bót ấy, mỗi người đứng về một hướng nha, là không biết lưu cái đoàn chạy chém sau lưng về đâu đâu. Mọi người thống nhất là phải chạy hết về mini bot, xong rồi đánh xong là chạy hết ra một góc để được. Ủa chứ Tần lưu đoàn đánh sau lưng về đâu làm gì, cứ lưu đoàn đánh sau lưng. Có đấy, có lưu đây, có lưu đây, không phải là không lưu đâu. Thì bây giờ là này nè, con mini là nó đứng chéo với tăng, còn cái đoàn chém đó thì anh cứ đối diện với anh là được. Ừ, cứ lưu về đối diện với chiếc Tần thôi. Đừng có đưa về cái góc mấy cái góc của anh. Có lưu lần nhưng mọi người đừng đứng giải thác. Ủa, khoan, bây giờ chứ bây giờ chiếc Tần không cố định được nó ở góc chính giờ. Cố định gì, dây nó gì cần. Như này nó dễ này. Bây giờ góc mini thôi, nó mini kiểu 5-4 góc đúng không? Nếu mà nằm bên này thì cái mua cái đòn kém ngược lại thôi. Được rồi, góc mini thằng nào thích chạy cái đường này ấy. Đấy, thì anh bảo là mọi người tập trung về một hướng để có biết đường lưu. Anh cứ lưu được hướng ấy rồi, hướng đúng ấy. Không cần đâu. Thằng nào anh thì thằng ấy phải chịu thôi. Sau đó đâu phải là 180 độ đâu mà sợ. Ừ. Chém anh cứ lưu, anh cứ hướng nào anh cứ lưu bình thường. Ừ, cứ lưu hướng đó thôi, thằng nào em chém. Nói chung là cứ chết 1-2 người là tự dưng kèm nó thấy nó lát rồi. Ừ, cứ lưu bình thường đi, cứ lưu bình thường đi. Nó tự nhìn đòn đánh, nó tự né gì đâu. Rồi, ok. Rồi, đáp này. Nói luôn. Từ grab em. Đó, bây giờ nói chung là chiếc Tần làm sao chiếc Tần sống được á, ok. Tên Tần nè. Cũng một tuần là 2-3 người cứ sống đi, bây giờ tem mọi người ấy có hai hồi sinh cứu được chứ Tăng chết rồi đấm nông gì vậy. Đừng có lo cho tem, Tăng cứ sống đi đã. Khổ quá. Tăng dây di chuyển đấy là mọi người là phải đứng cố gắng đứng hướng về một hướng hộ. Tụi nó buộc đòn đánh là tụi nó tự né, không né được không chết thì do nó kém. Chết là mọi người là mỗi người một câu là rất là loạn. Đó bây giờ cà rốt nói như thế này này, chỉ cần làm sao chỉ cần sống được đây, còn tem tự né. Giống bữa trước thôi, gì đâu. Ừ, giống bữa trước á. Sao sống được đi, Tăng không sống được. Tem sống thế quái nào được. Còn mini con số 2 hay bị con số 2 á. Nó dồn thật nhanh con số 2 vậy. Mấy cả mini đó, what the fuck. Có mỗi con mini xong rồi mọi người còn quên CC cầu xong cái nhận xong đầu ra là phải tìm mini. Tụi cao B là tụi nó có mấy lát mà dồn đạp nhanh. Tụi nó vừa chiêu lại. Mình đầy cờ lát, dồn đạp nhanh. Bay là nó dồn cái là xong luôn á, 10 chiêu là xong rồi. Nhưng mà muốn là mọi người phải chạy hết về một hướng ấy. Đó. Bây giờ thế này này.
chiếc tình á, lúc đó thấy hướng con mini ở đâu á thì lùa qua chỗ còn đứa nào mà chạy ra chỗ khác dính kém thì đó nó chịu chết vậy thôi. Đơn giản vậy. Cái đấy là rõ ràng thôi, lúc nào hướng chém nó chiếc phải chọn cái hướng nào mà một là ít người hơn, hai là không có người. Không thì nó cứ chém vào đám đông cái tự dưng một hai ông bay màu cái tự dưng loạn. Còn đứa nào nó đứng sai thì nó chết là đúng rồi. Có già thì cô băng sớm như thế là ăn được. Em tăng em bị gục ngã chơi không được. Thôi về khúc đấy vẫn anh vẫn một nhát có. Khúc đấy để hát đánh trước đi, vào tăng trước đi để mày tập trung mày về băng đi. Đừng vào đánh trước, có mấy thằng kia đánh trước, làm đéo nhau. Nó phải thế ấy, không nó lém vào mid thì anh. Phải mày làm như mấy thằng khác biến tăng à. Nếu biết tăng thì bảo cho nó ăn hai vài búa mồm đi cho nhớ đi mà căng. Thôi rồi cứ xem ăn là gì cứ lấy đi để anh cùng em ăn vài búa mồm là không chết đâu. Mày chơi băng được không thì đi đâu thì cứ đánh bình thường như tuần trước có gì đâu. Anh sao bận một ép cho tao có mẹ đâu. Chủ yếu là phải đánh mini sớm giùm tao cái. Để lâu nó xe hai lần nè, còn tay dài nè, còn tay ngắn nó chơi đầy xe khó chịu lắm. TC xong cái là phi vào bó mini đánh luôn. Những cái láp mà nó chạy ra nhanh đó là những cái láp SM hay là tay dài nó chạy nhanh hơn, chứ còn tay ngắn là nó sẽ SS qua dây mấy lần rồi. Nhanh đó là anh phải chạy, anh phải SS mấy lần mới tới nơi. Đúng rồi, tao mới SS mấy lần mới tới nơi, xa lắm, bởi tay dài mới chịu khó hả. Ừ, tới chạy cũng được nhưng mà tới mình đi thì nó càng nhanh càng tốt. Phải đợi hồi SS rồi mới hồi em. Mục tiêu là mini xong. Tự nhiên đánh mini xong rồi cảm thấy khỏe lắm. Khi team mình có cà pháo rồi, rất là nhanh rồi. Người gặp chạy đến đấy rồi. Chạy đến lập tức rồi. Đấy mà con mini thứ hai mà xong mà không ai chết á là coi như bát rồi. Ngoài anh chi vẫn chết hả? Anh chi ở đây chết. Chắc là... Rồi. You know my heart's never on the move. And in the dark times, you don't have to question. You find my heart where we are. You could put my mission between our love and you will keep us apart. You could build a wall around my head, just to get to your heart. Hello, baby, tao nhảy cho mày lại nhé. Nhảy gì? Này nhảy điện thoại lại cho mày nhé. Nhảy cái gì? Nhảy số điện thoại lại cho mày á. Tao mới đổi số à. Mất hai điện thoại rồi, xong tao búng được sản phẩm. Mọi người tập trung đi nha. Vô lại em đây. Đang chặn nè. Đây rồi đấy. À, sáng lắp lại đầy đủ nha. Ok. Mày quay đây cả rồi này. Quay mày đi. Tập trung à. Mày do nè. Ngoan nè. Ờ, đến rồi. Mày do nè. Này. Hello. Đi à. Keep us apart.
Yep. À. 6 triệu. Ba triệu. 4 triệu. 3 triệu. 1 triệu. Rồi 300k, khi nào giết rồi. Cứ thầm. Rồi giết đi. Ờ ok. Xong. 3 giờ đứng nha. Tay kiếm à? Đây đây. Kìa luôn. Ôi giời. Tình cho chừng nào. Tập 5, 4, 3, 2, 1, về băng, về băng, về băng, về băng, về băng. Mày kiếm này. Kiếm. Sáu triệu. Đợi 5 triệu. 4 triệu. 3 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 1 triệu. 300k. Ok ok. Xong. Bay kiếm à? Đi. Cẩn nha. 4, 3, 2, 1, cái băng, cái băng, cái băng. Tuy nhiên nha. Mày bơm máu lên. Bình với cái này. Đây. Okay. Hết máu rồi, tôi sẽ. Đang khập cái đây, đang cũng đau. Sau thì. Cứ thập nhá. Rồi về đấy. Máu ba bị ca hả? Ừ. 8 giờ, 8 giờ. Anh chạy sau lưng đi nhá. Chạy điện xong chạy về 3 giờ. Bốn triệu. Tay kiếm. Em máu mày cùi tao lâu rồi. Giết luôn. Invi này. Tao có được đánh đâu mà tao được không biết. Xong. Máu 15 giây. Rồi rồi rồi. Bảo là không được đánh mà. Cùi một máu rồi. Rồi đi đi. Đi kiếm à, đi tìm kiếm à. Đấy mà. 5 4 3 2 1 B. Đi rồi. Rồi, đi. Đây. Dồn luôn. 37 kìa, dồn luôn. Hai người ta tay máu ngồi máu ngay lập tức. Bụng bụng. Bụng bụng đeo cái nha, không chịu đâu. Về 8 giờ đi, về 8 giờ. Không chịu đâu. Đạp đi, không mini nó chọi á. Ok. Rồi, tay ngắn đi ra. À, câu giờ rồi. Yeah. Ok. Rồi, để kịp giờ.
Thôi, thôi mình đam ai đam được cứ đam mà không em đam được. Tập à? Tập à. Chết. Đi à? Tiêu. Di chuyển này. Di chuyển. Em di chuyển. Bay kiểu. Tập trung lên đừng bị chết. Có máu thì cứ bơm đi. Có máu thì cứ bơm đi. Di chuyển này. Thank you. Băng tem. Băng tem. Kéo được băng rồi. Thôi tao dậy, tao dậy được. Cô đi đi. Xong, đi lên xong. Phút phải kiếm. Đi kiếm rồi. Đây để em kéo được. Em hả? Em nắm cà sen rồi. À, lần sau nhớ mua VIP nha. Em mặc cà sen ơi. Dạ. Yeah. Anh thiệt. Đầu tiên rồi. Mọi người tụi bị tích cứ bị tích. Tao muốn tăng quá. Mày kéo lại máu ra đi. Mày kéo. Bơm máu ra đi. Ủa, mày sợ bơm máu các bạn. Tụi bị tiếng rồi. Rồi, nó bơm rồi. Nó muốn hẹn máu á. Rồi mình đi tay dài. Cà sen lấy cứ đứng yên nha để tao ép em hoa. Ừ thôi. Bút tay kiếm à, bút tay kiếm à. Rồi, băng tem, băng tem, băng tem. Đứng yên ở đó. Dạ. Rồi rồi, dùng đạn mini nó xe rồi đó. Rồi xong, mini xong. Rồi bình tĩnh nha. Kéo hàng qua lóc rồi. Kéo hàng qua lóc đi. Mày là chủ tem mà, mày kéo được không? Rồi di chuyển ra. Ấy anh sao? Sao bên đâu? Sao bên lưu gấp đâu? Lẹ. Giờ cắm kiếm kìa, để ý kìa. Máu. Sao bên đâu? Búp lên đi. Cũng bốn kìa. Cũng bốn à. Đưa, rồi xong rồi, chết rồi. Dùng luôn là auto mất mini á. Một người lưu mini không có lưu mini dùng luôn. Rồi xong rồi, giờ ba người tản ra. Cà sen ra nè. Cà sen ra chạy ra đi. Kệ đó, thả à. Tính thôi. Ba đập à. Rồi, cà sen cà nè ấy á. Chạy ra luôn, tán ra, chạy xa ra, đừng có một lên Kane ơi. Một lên lẹ đi. Rồi, ai thấy Kane luôn đi. À, team ra xa ra. Tiêu. Cũng 4 kìa. Tiêu 4 à. Rồi, xong rồi, tao thấy băng luôn. Đứng sau lưng nhá. Rồi, ok. Quay kiếm à. Rồi. Nó ném rồi. Ba người nha. Kéo anh cái này rồi.
Rồi ok, đam đi, đam đi, rồi xong rồi đó. Em đứng mút chỉ phía đây 50m rồi đó nha, 60m rồi đó. Thằng binh đâu? Đâu rồi? Em đứng mút chỉ rồi. Em đứng mút chỉ rồi. Đủ quá lần này không rồi cái này nữa. Rồi định mệnh em. Anh thích không? Đồng lửa. Cái gì đấy? Dây chuyền gió. Gió tập bông. Cung chơi quái chơi đất. Cho mình chơi đất anh ơi. Chiến thủ ai mẹ đừng nói vậy, tao đứng mút tao đứng mút chỉ rồi đó. Mày bảo tao, tao tán bê mồm. Đâu quá, nút gì anh nhấn hoài không ăn. Đậu xanh. Dây chuyền thích tại tà bông lấy có rồi, bỏ tà bông rồi chứ là tiền trời đất. Kiếm vũ nè, một mảnh Yuda nè đó. Có BM căng tay đơn, vũ khí công sư. Cái dây chuyền gió này không thể nào úp được nha, thì cà rốt vô cà rốt làm gì để úp được thì cà rốt làm nha. Không đủ nguyên liệu úp. Chị mày chỉ sáng má ngon luôn. Mặt nạ thích mũi già hành nè. What the fuck. Mặt nạ nè. Thôi mặt nạ không đẹp anh ơi. Ấy mặt nạ này nam mặt đẹp nè. Mặt nạ này nam mặt đẹp à. Mà có mặt ở đâu, phải có outfit mới mặc được. Không không, cái mặt nạ này ghi ra đây. Anh lấy điện sờ. Lấy điện sờ. Về hồn tóc kiếm phong ấn à. Kiếm mũ à. Đây tao cho có mấy hồn. Anh đâu có hồn tóc kiếm phong ấn. Thôi vậy thôi, cái này để tao lấy thôi. Găng tay đơn khí công sư nè. Mày có lấy không? Mày lấy đi cho. Lấy đi đi xong đâu lấy. Đi mày lấy đi kìa. Mày được cái liền đi. Còn mặt nạ thích quẩy gì anh nè. Để cho anh Sơn đi. Tạo nghiệm thôi. Sơn anh nghiệm bốn từ người chơi được món gì hết. Chết. Anh Sơn được cái chiếc lửa không? Chết này. Thôi vậy cái này lấy đây. Mặt nạ thích quẩy gì anh nè. Không em lấy, em lấy à. Đấy, đấy, đấy. Em lấy đặng chở hết hắc khí. Phải luôn chứ sao. Coi đây, mặt nạ thích quẩy nè. Ừ, không ai.